Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Nhà Mát trên kênh VTC14 của đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển khoa học công nghệ, kiến trúc và xây dựng đã đưa ra những vật liệu mới phù hợp với những công trình hiện đại ngày nay. Và trong chương trình này, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng những chuyên gia, những kiến trúc sư của chúng tôi tìm hiểu về chất liệu thạch cao, một chất liệu đang ngày càng trở nên thành một xu hướng phù hợp với những công trình hiện nay.
trong quá trình thợ thi công ấy thì các giải pháp thì có những cái yêu cầu cầu kỹ thuật khác nhau. Ví dụ như khi mà mình dùng cho những cái giải pháp chống cháy thì đặc biệt là những cái khe thoát nhiệt và những cái nơi mà có thể là điểm như cửa ấy, thì mình cần phải có gia cố phù hợp hơn với các yêu cầu ạ. Đặc biệt là những cái khu vực như kiểu nước ấy, cái nguồn nước lên thì mình phải đảm bảo cái sự kín khít của nó và được gia cố thêm vào những cái chất như keo silicon ở các viền cạnh nữa. Và những cái giải pháp chống nóng thì đặc biệt là những cái hơi nóng ấy thì mình phải thêm những cái phụ kiện như kiểu là những cái bông thủy tinh hoặc là những cái tấm lợp phản nhiệt ở bên trên nữa. Chất liệu thạch cao thì ở trong thi công thì điều quan trọng nhất khi chủ nhà cần phải chú ý cũng như người thợ thi công thì phải chắc chắn rằng là kết cấu của mình nó phải là thực sự là ổn định, được tính toán kỹ. Bởi vì sau khi công trình được sử dụng cỡ độ khoảng thời gian khoảng 1 năm thì công trình sẽ bắt đầu dẫn đến khả năng lún, và nếu như mà lún không đều ấy thì sẽ dẫn đến là cái trần của mình sẽ bị xô lệch. Khi mà xô lệch thì nó sẽ kéo theo là cái bộ khung xương của thạch cao sẽ bị vênh, dẫn đến là các cái tấm thạch cao, sự liên kết các tấm thạch cao sẽ bị nứt hoặc là rạn. Ngoài ra thì điều quan trọng khi mà đưa vào thiết kế thì cũng như là thi công thì người thợ thi công phải đặc biệt là chú ý đến phần bả. Nếu như mà cái phần bả mắt tít nếu mà làm tốt thì khả năng nứt hay rạn sẽ thấp hơn. Cùng với đó là khi mà sơn lớp sơn phủ thì đặc biệt chú ý là phải sử một lớp sơn rất là tốt. Có khả năng là nếu như mà cẩn thận thì các bạn nên sơn chất liệu sơn ngoài trời, bởi vì khả năng chịu được sự rạn nứt sẽ tốt hơn so với cả sơn trong nhà. Đối với tính đảm bảo sự kỹ thuật cũng như là độ bền của thạch cao cho công trình gắn liền với công trình ý, thì có lẽ là đối với bất kỳ một một đội thợ thi công nào hoặc là đơn vị thi công nào thì tôi nghĩ là cái chất lượng đầu tiên là cái đầu vào của các sản phẩm, ví dụ như là thanh treo này, ví dụ như tấm này, tất cả đều phải là hãng tương đối tốt. Còn tất nhiên trên thị trường thì nó có rất nhiều loại, nhưng mà tôi nghĩ là tính bền vững của nó phải liên quan đến cả cái việc kỹ thuật, ví dụ như việc là bắn tấm treo có tốt hay không, dùng vít có tốt hay không, và ví dụ như là đặc biệt chú ý nhất là những cái mối nối giữa các tấm phải phải dùng cái băng keo tốt và bả mát tít cực kỳ chất lượng. Và không gian vừa rồi cũng đã tạm khép lại chương trình Nhà Mát tuần này trên kênh VTC14 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng những người làm chương trình. Đừng quên chia sẻ với chúng tôi những không gian sống hài hòa của các bạn theo số điện thoại 0916279910 hoặc email nhamat@vtc.vn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những khám phá sau.